Đây, Sang mời tất cả mọi người nha. Chấm với Sang nè. Mời tất cả mọi người nha. Mắm tôm á, mọi người bỏ thêm nhiều chanh vô á, ăn chua chua ngon lắm mọi người. Đây, Sang mời tất cả mọi người nha. Mọi người há miệng ra, Sang đút cho mọi người nè. 1, 2, 3, Mọi người ơi, mọi người có nick Liên Quân chơi chưa? Chưa đúng không? Hãy truy cập vào liênquânmn.com, nơi bán nạc uy tín, giá rẻ, giao dịch nhanh chóng và hoàn toàn tự động nha mọi người. Hai, Sang chào tất cả mọi người nha. Thì mấy bữa trước Sang có làm một cái clip là đi mua bánh kem cho mẹ. Thì không may là Sang bị ngã xe đạp và hiện tình trạng hiện tại là cái đầu gối của Sang đang sưng rất là to và bị lột một phần da rất là lớn ở trên đầu gối, nên tạm thời là Sang sẽ hạn chế đi lại để vết thương nó mau lành. Với lại một phần nữa là mấy bữa nay Sang không có làm clip, nên hôm nay Sang quyết định là làm một clip ăn uống. Đây mọi người ơi, đây là cái hũ mắm ruốc của Sang. Thì hôm nay Sang quyết định là làm một chén mắm ruốc siêu cay để chấm với lỗi chuối non nha mọi người. Giờ Sang sẽ sắc mấy trái ớt ra để làm chén mắm ớt mắm ruốc siêu cay mọi người ơi. Giờ Sang sẽ cho mắm ruốc vào cái chén ớt của Sang. Một muỗng luôn, hai muỗng đi chấm cho đã. Hai muỗng mắm luôn mọi người ơi. Xong rồi Sang sẽ dắt một trái chanh vô nha mọi người. Cho một ít đường vô nữa cho nó bớt bớt mặn đi. Tại vì cái mắm này nó cũng khá mặn á mọi người. Ê, chanh không có nước ta. Thôi, trái chanh không có nước. Bị lừa rồi. Đây mọi người ơi, đây là chén mắm tôm siêu cay của Sang. Thì bây giờ Sang với mọi người sẽ đi tìm cây chuối để chúng ta sẽ lột lỗi chuối non để mà thử ăn mắm tôm chấm lỗi chuối non nha mọi người. Bây giờ Sang với mọi người sẽ đi ra ngoài đồng để mà tìm cái chuối. Thì không phải lỗi chuối nào cũng ăn được đâu mọi người. Thì cái lỗi chuối chà bột với chuối hột gì đó thì nghe nói là rất là chát, không ăn được. Mình chỉ ăn được một cái loại chuối, đó là loại chuối sim thôi nha mọi người. Thì bây giờ Sang sẽ đi tìm cái loại chuối sim. Đây mọi người ơi, ở đây có một vườn chuối sim nè. Mà Sang không biết phải cây này là phải cây chuối sim hay không. Thì chỉ có loại chuối sim ăn mới được cái loại nó thôi nha mọi người. Còn mấy cái loại chuối khác thì ăn rất là chát luôn. Nên phải đúng là loại chuối sim mình mới ăn được. Đó. Đây là cái phần lỗi non của nó nè mọi người. Rất là nhiều nước luôn. Đúng là cây chuối mùa này nhiều nước lắm mọi người. Đây nè, nước quá trời luôn. Giờ Sang sẽ lột hết phần da ngoài bỏ để mà lấy là phần lỗi chuối non ở phía trong cây chuối này nha. Cái phần ngoài của cây chuối này rất là cứng mọi người, nên mọi người phải lột bỏ đi hết luôn nha. Nếu mà mọi người ăn thì nó sẽ đau, rất là đau răng luôn. Quá trời nước luôn. Rồi sẽ lột ra hết luôn. Chỉ lấy phần trong thôi. Rồi đây. Đây là cái lỗi chuối nè mọi người. Đây. Đang lấy được nó nè. Đây mọi người ơi, đây là cái phần lỗi chuối non nè, một cái chuối to mình chỉ lột được một phần cỡ này thôi nha mọi người. Giờ Sang sẽ tìm một tàu lá chuối để nó lên và chúng ta sẽ thưởng thức cái lỗi chuối non này. Thì bây giờ Sang sẽ thử ăn lỗi chuối non này chấm với mắm tôm nha mọi người. Giờ Sang sẽ bẻ cái lỗi chuối non này ra thành từng khúc mọi người, rất là giòn luôn mọi người xem nè. Phía trong nó vẫn còn mủ luôn nè. Nó dài quá nên Sang sẽ bẻ là từng khúc. Rồi rất là giòn luôn. Cái này là cái mủ của nó nè mọi người thấy không?
Đó, thành 3 khúc, 4 khúc đi. Đó. Giờ sẽ chấm với muối tiêu nha. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Chấm với sen nè. Mời tất cả mọi người nha. Mắm tôm á mọi người bỏ thêm nhiều chanh vô á, ăn chua chua ngon lắm mọi người. Đây xin mời tất cả mọi người nha. Mọi người há miệng ra xem đút cho mọi người nè. 1, 2, 3, Thật sự mà ăn theo kiểu này á, nó còn ngon hơn là ăn sò chấm mắm tôm luôn mọi người. Cái tại vì cái củ chuối này rất là ngọt, nó không có xíu nào là chát luôn. Xin mời tất cả mọi người nè. Mời tất cả mọi người nè. Chấm lại nè. 1, 2, 3, Cái phần này lỗi rồi, già rồi, ăn hơi dai một xíu nên sang bỏ đi. Ăn tiếp phần mới rồi. Cay quá mọi người. Đây mọi người ơi, đây là cái chén mắm tôm của Sen. Thì Sen mời tất cả mọi người nha. Đây nè, mời tất cả mọi người chấm một cục này ăn cho nó đã nè mọi người nè. Mời tất cả mọi người nha. Này cộng mũ lắm mọi người. Ăn rất là ngon luôn. Cái cây này nè, cái loại chuối này nó khi mọi người ăn vô đúng loại chuối sim thì nó sẽ không có miếng nào chát luôn, rất là ngọt. Với lại một điều nữa là rất là nhiều nước luôn. Mọi người cắn vô giống như là mọi người đang ăn một trái điều vậy mọi người. Nhưng mà không có chát nha. Mời tất cả mọi người nha. Xin mời tất cả mọi người nè nè nè. Một cái chuối to mọi người chỉ lột được phần phần cỡ này thôi, nó mới ăn được. Còn mọi người lột mà lớn quá ăn là gãy răng luôn mọi người, ăn đau hết cả răng luôn. Mời tất cả mọi người nè. Xem mắm của Sang nè mọi người. Sang dắt ba trái chanh vô đây à, do Sang dắt ba trái chanh vô đây nên nó chua lắm, rất là chua luôn, vừa chua vừa cay, ăn rất là ngon. Để xem lột cái này ra. Cái phần này không ngon đâu mọi người. Nè. Cái phần này là cái phần lá chuối ở phía trong, cái nó chuẩn bị lên cái lá chuối nè mọi người thấy không? Đây là cái phần lá chuối của nó nè. Cái này ăn không có ngon và rất nhiều mủ nè. Rất nhiều mủ luôn, cho mọi người xem. Rất nhiều mủ luôn nè. Đó, rất nhiều mủ luôn. Nên cái phần này rất là chát. Mọi người ăn phần gần dưới gốc thôi nha. Phần ở trên đây ăn không ngon đâu. À, rất là nhiều mủ luôn. Quá trời quá đất. Sang chỉ thích ăn cái phần dưới gốc, đây là cái phần gần dưới gốc nhất nè. Nó không có lá đó và rất là giòn luôn nè. Mọi người xem nè. Rất là giòn luôn, ít mủ hơn cái phần đầu và ít chát hơn. Để xong mời tất cả mọi người nè, tiếp tục ăn với Sang nè. Đây, mời tất cả mọi người nha. Cái vị của nó không có chút gì gọi là mùi chuối luôn á. Thật sự rất là lạ, nó ăn kiểu giống như là củ sắn vậy đó, đúng rồi. Cái vị của nó ăn giống y như là cái củ sắn vậy mọi người. Nó dai giòn giòn, ngọt ngọt, đúng rồi, ngọt y như củ sắn luôn, có khi ngọt hơn nữa và rất nhiều nước nữa. Mọi người chấm với cái này nè. Nó vừa chua chua, nó vừa chua chua của chanh nè, vừa cay cay của ớt và nó ngọt ngọt của củ sắn nữa. Y như là củ sắn vậy mọi người, xin mời tất cả mọi người nha. Mũ của nó nè. Đây là cái phần mũ trong phía lỗ chuối nè. Ăn á, nó rất là dính miệng luôn mọi người. Ăn ngon thiệt nhưng mà cái phần này nè, nó dính miệng lắm. Nên mọi người bẻ ra vậy nè. Mọi người nên bẻ ra thì rút hết cái phần mũ ra khỏi cái phần lỗ chuối này. Đó, vậy là cái phần này là không còn nữa. Không còn xíu nào là phần mũ nữa. Rút ra được nè. Giờ sang chấm, sang ăn luôn nguyên cục rồi. Xin mời tất cả mọi người nha. Thì cái lỗ chuối này á,
Sang nghĩ là càng ăn Sang cảm thấy nó càng ngọt hơn nữa. Mới đầu ăn vô á, mọi người cắn vô thì nó hơi chát chát một xíu, nhưng mà một hồi sau ăn xong á, cái vị nó cổ họng là rất là ngọt luôn. Nhưng mà mọi người cẩn thận là cái phần mũ nè, nó cuốn vào trong phía họng á mọi người. Sang vừa mới bị mắc cổ xong là nó quấn ở phía cuối họng á, nên mọi người nên bẻ ra từng khúc, rút hết phần mũ ra hãy ăn nha. Mọi người rút ra được nè, Sang rút ra được nè mọi người thấy không? Rút ra hết cái phần mũ đó mọi người mới ăn nha. Cái phần mũ rất là dính luôn. Mời tất cả mọi người nè. Đây, Sang chấm lại nè. Sang mời tất cả mọi người nha. Nó vẫn còn. Cay quá. Mọi người nên rút nó hết ra nha mọi người. Nếu mà cắn vô miệng thì mọi người nhớ rút rút nó ra khỏi miệng nha. Đừng có nuốt nó. Nuốt nó quấn vô gần cổ á, là mắc cổ chỗ này nè. Sang mới bị xong Sang sợ luôn á. Đây. Sang mời tất cả mọi người nha. Wow. Mọi người nhớ rút bỏ nha. Cái phần lõi chuối này nè mọi người, nó vẫn chưa ngọt mấy đâu. Cái phần của củ chuối á, đúng ngọt nhất là cái phần củ chuối mọi người. Thì nếu mọi người thích á, thì mọi người hãy like cho Sang, để Sang là clip tiếp theo Sang sẽ tiếp tục là làm củ chuối chấm muối ớt nha mọi người. Vậy Sang mời tất cả mọi người nha. Đây. Cái này là quá nhiều là mặn lắm. Ăn không biết ngán luôn á mọi người, tại vì cái phần mắm ruốc của Sang nè nó cay á, nên ăn nó không ngán. Với lại là một điều nữa là cái phần chuối nè mọi người ăn càng ngọt, nó giống như là củ sắn vậy á. Mọi người càng ăn nhiều thì mọi người càng thấy cái cổ họng mình nó ngọt lên, ăn rất là sướng luôn. Ở đây là cái phần phần cái này là nó trở thành cái lá chuối nè. Đây. Cay quá mọi người ơi, nãy giờ Sang ăn còn một phần cuối cùng của cái lõi chuối thôi mọi người, còn phần cuối cùng luôn nè. Giờ Sang sẽ tạm dừng clip tại đây thôi mọi người ơi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để cho Sang một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Để Sang sẽ tiếp tục làm thêm một phần nữa, đó chính là củ chuối chấm mắm tôm nha mọi người. Giờ Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang một cái cuối cùng nè. Sang mời tất cả mọi người nha. Cay quá mọi người. Bây giờ Sang dừng clip tại đây luôn mọi người ơi. Mọi người thấy hay hãy để cho Sang một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Bye, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye.